Chào mừng các bạn đến CTTV. Chương trình hôm nay Bến Tre có gì hay? Và giới thiệu các bạn một rào cây xanh Bình Đại, Bến Tre. Rồi, chào các bạn. Hôm nay về quê thì Phong sẽ giới thiệu cái đặc trưng ở quê mình. Có những cây bonsai hàng rào bằng cây bông bụp, rồi cây dúi các kiểu ha. Thì hôm nay sẽ cho các bạn thấy nhà vườn ở dưới quê Phong ở như thế nào. Các bạn thấy không? Đây là cái hàng rào ở nhà mình nè. Ở đây là tất cả người dân ở địa phương ở đây có rất là nhiều hàng rào. Cái cửa ai cũng có hàng rào bằng cái cây dúi như thế này. Thì sau một cái bữa làm việc rất là mệt nhọc, còn Phong đã tỉa bằng nha các bạn. Và các bạn sẽ thấy cái đẹp của hàng rào ở nhà mình nha. Cho vậy bạn thấy là có một tiếng các bạn ơi. Đô tôi đang đứng là xã Phú Quang, huyện Bình Đại. Xã Phú Quang có những cái đặc thù trong việc xây dựng nông thôn mới, thì hàng rào của tất cả những hộ dân ở xã Phú Quang thì người ta hay làm những cái dúi thế này để ta làm hàng rào. Đây là cái rất là đặc biệt và rất là đẹp các bạn, và hàng rào rất là sinh thái. Thì trong việc phát triển du lịch Bến Tre thì trong tất cả vật liệu du lịch chúng ta cũng nên sử dụng hàng rào như thế này để nó thân thiện với môi trường. Trong tương lai thì ước gì các xã trong tỉnh Bến Tre trong cái việc xây dựng nông thôn mới thì đều người dân đồng tình và làm hàng rào hai bên đường như thế này, thì sẽ giúp cho du lịch Bến Tre có những cái nhìn rất là đẹp.
đó tôi đang đứng là ở Lộc Thuận, Phú Quang, Bình Đại. Đây là hàng rào Martigon, một trong những hàng rào rất là đẹp. Và đây cũng là một điểm hấp dẫn cho khách để chụp hình và trải nghiệm sống ảo các kiểu khi về Bến Tre du lịch. Và Phong hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hàng rào bằng Martigon mà tôi rất là may mắn, rất thích. Mời các bạn đi cùng với tôi nhé.